Thì ngay bây giờ sẽ là món quà của chương trình gửi đến cho anh Tuấn Khải, xin mời. Thấy xúc động, thấy hạnh phúc. Nước mắt nó cứ chực chờ mà. Tới như càng ngày mình mới càng cảm nhận được hạnh phúc. Lúc con mới sinh ra mình chưa có kịp chuẩn bị gì hết trơn. Có vợ, có con, có gia đình, thấy hạnh phúc. Chào ba, với clip này thì mẹ xin một lần nữa được cảm ơn ba. Cảm ơn tất cả những sự hy sinh thầm lặng của ba đã dành trọn tuổi thanh xuân của ba để dành cho mẹ, cho gia đình chúng ta, cho gia đình 4K tuyệt vời. Nhiều khi quên đi bản thân mình luôn nữa. Đó là cái điều mà mẹ rất là mang ơn ba. Mẹ rất là trân trọng cái tình cảm của ba dành cho đại gia đình của chúng ta và đặc biệt là cho mẹ, cho các con. Ba nhiều lắm và chúc cho ba luôn có thật nhiều năng lượng, luôn có thật nhiều sức khỏe để luôn đồng hành cùng với gia đình tuyệt vời của chúng ta. Ba hiện giờ, ba của quá khứ, ba của tương lai là quá tuyệt vời rồi. Cả nhà thương ba rất là nhiều.